đến qua các phim đẻ mướn Võ Lâm Truyền Kỳ và mới đây nhất là Hello Cobra. Cô để lại ấn tượng qua lối diễn xuất chân thật và trong sáng. Sánh đôi với Kim Thư là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, một ca sĩ đang chiếm rất nhiều cảm tình của người hâm mộ Việt Nam. Đã tập chương trình cặp đôi hoàn hảo nha, cũng nghe được đó là về sau. Những buổi tập đầu tiên diễn ra trong không khí đầy phấn khởi, Mr. Đàm đã thể hiện khá nhiệt tình trong vai trò đàn anh. Rồi một ngày vắng em, tất cả mọi người đều hát làm vắng hết. Rồi một ngày vắng em, nó khác liền. Em thử coi, em thử coi. Rồi một ngày vắng em, nó dày hơn. Thật ra đây là một cái quyết định Kim Thư cho là mình quá mạnh mẽ mà mình quá gan dạ. Bởi vì bắt cặp với một ca sĩ rất nổi tiếng như anh Đàm Vĩnh Hưng, đó là một cái áp lực rất lớn đối với Kim Thư. Tại vì có thể là quý vị và các bạn đều biết là Kim Thư không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp. Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn em. Bước chân em bước nha. Dễ bị bước lắm. Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn em. Kim Thư đã khá hơn rất nhiều và đầy quyết tâm. Thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói chắc đã yêu em rồi. Là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói chắc đã yêu em rồi, là hình như anh đang dối. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói chắc đã quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em.
là thật xa, anh mong rất gần. Còn anh nói chắc đã yêu em rồi, là hình như anh đang dối. Trong tim anh luôn nhớ, còn anh nói chắc đã quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ. Quý vị thân mến, cặp đôi mang mã số 02, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và diễn viên Kim Thư. Thường thì chúng tôi không hỏi tuổi nghệ sĩ, nhưng mà trong chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo thì ai cũng ngầm hiểu rằng cặp đôi này không phải là cặp đôi nhỏ tuổi nhất. Và chúng tôi cũng vui đùa với nhau là gừng càng già thì càng cay. Thưa anh Đàm Vĩnh Hưng và chị Kim Thư, vô cùng kính mến, các anh chị nghĩ là các anh chị sẽ cay đến như nào trong cặp đôi hoàn hảo ạ? Mình rất nhiều, trong giọng hát mình rất nhiều, để thành món mức gừng.